Hello, xin chào các bạn. Nhắc tới chai nước hoa mùa hè ở cái phân khúc cao một tí thì chúng ta đã quá chán với cam chanh. Năm ngoái thì rộ lên một cái lít trà và năm nay thì nó vẫn đang rất rất hot lít trà. Nhưng mà có một nốt hương mà mùa hè, đặc biệt là với những người nào thích một cái top nốt nó sộc vào mũi thì mọi người không thể nào bỏ qua, đó chính là bạc hà, đúng không? Và chai nước hoa bạc hà chắc có lẽ mình làm gần nhất hình như là Dusty của nhà Lush hay là chai Minty Men của The Perfumery. Nên là đối với cá nhân mình thì nó đều là những cái chai bạc hà giá rẻ và cái nét bạc hà nó không kéo dài quá xuyên suốt. Hôm nay thì tìm ra một trong những cái mùi hương bạc hà mình rất thích trong năm vừa qua, muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là Mac Ellen Spirit Trend. Ở chai nước hoa này thì cái phần tên nó đã bị bay hết rồi, tại vì chai này cũng khá là lâu rồi. Và mình sẽ bảo editor để cái phần tên ở dưới để cho các bạn tiện theo dõi. Và hãy cùng xem mùi hương này cũng như là thương hiệu Mac Ellen này có gì hay ho nhá. Đầu tiên thì chúng ta nói qua một chút về thương hiệu Mac Ellen. Đúng ra thì nó sẽ có một cái số podcast với một khách mời chia sẻ về Mac Ellen trước cái video này. Nhưng mà tại vì bạn ấy đang khá là bận công việc gia đình nên là cái video đó mình chưa thu xếp quay được với bạn ấy. Nên là mình sẽ chia sẻ ở một phần nào đó ở cái mảng thông tin cơ bản để các bạn nắm được về cái thương hiệu Mac Ellen. Mac Ellen là một thương hiệu được thành lập bởi hai người. Nhưng cái tên Mac Ellen, tại vì tiếng Pháp E nghĩa là và, thì người ta lại không phải là tên của hai người đồng sáng lập, mà nó lại lấy được cảm hứng từ một loại bánh, đó là bánh Madeleine. Bánh Madeleine này thì là một trong những loại bánh người ta gọi là bánh nữ hoàng trong các loại bánh của Pháp. Và nó có một cái hình dáng nhỏ như cái quả bóng này thôi, và nó có màu vàng này. Ngoài ra thì nó có một cái phần thân bánh nó như kiểu một cái vỏ sò ấy, trông rất là hay ho. Và một cái hiệu ứng của cái bánh này khi mà nó vừa mới ra lò, đó là cái sự phập phồng của cái phần vỏ bánh, và nó có một cái mùi hương rất kích thích khứu giác. Và chính vì cái cảm hứng cũng như cái tuổi thơ gắn liền với loại bánh này nên là hai người này đã đặt tên thương hiệu đó là Mac Ellen, và đó là một cái tên đọc khác của Madeleine. Và cái thương hiệu Mac Ellen này thì ban đầu không phải là một thương hiệu làm về nước hoa, mà họ là một thương hiệu về sản xuất nến đến từ những cái nguyên liệu hữu cơ thực vật. Và cái xưởng của họ thì cũng ở ngay Pháp thôi, cách thị trấn Grasse một tí. Và sau này thì họ phát triển nhiều mảng hơn, thì hiện tại nó có nước hoa này, nó có những cái hũ đá và tinh dầu để nhỏ lên để tạo thơm. Và cái này nó rất là đặc biệt, đó là thương hiệu Mac Ellen ấy, họ luôn luôn tìm những cái nguồn nguyên liệu đến từ tự nhiên. Đặc biệt là những cái hũ đá của họ thì đều là những cái hũ đá mà họ nhặt ở những cái vùng núi lửa về. Và ngoài ra thì cái hộp của Mac Ellen ấy, hộp đựng những sản phẩm nó đều là những cái hộp kim loại mà họ đã đi nhặt lại và họ gia công. Nên là những cái sản phẩm của Mac Ellen này về cơ bản nó là không cái phần vỏ hộp nào giống với vỏ hộp nào cả. Trước đây thì Mac Ellen sử dụng cái vỏ hộp sắt để đựng những chai nước hoa như thế này. Nhưng mà có một cái yếu tố, đó là những cái hộp như vậy thì để lâu ở ngoài thời gian, đặc biệt là với cái khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, thì nó làm cho cái hộp nó bị rỉ sét. Nên là nó rất ảnh hưởng khi mà chúng ta mặc những cái áo trắng hay là tay chúng ta sạch mà nó sờ vào nó bị bẩn tay. Đây cũng là một cái mà điểm trừ ngay khi hồi đầu mình thử con Red Mud ở bên QM nhà Trung Thành. Và bây giờ thì họ đã đổi về hết hộp giấy rồi, nhưng mà từ khi đổi về hộp giấy thì họ cũng nhận lại khá là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều của thương hiệu Mac Ellen này, đó là nó mất đi cái chất riêng của cái nét đặc trưng làm từ tự nhiên, từ những cái kim loại, từ những cái phế thải đó. Nên là đây cũng là một cái ý kiến trái chiều. Và nếu như bạn nào đã theo dõi cái thương hiệu Mac Ellen từ ngày xưa rồi thì các bạn có thể bình luận những cái cảm nhận của bạn về cái sự thay đổi này nhá. Tiếp tới đi, chúng ta ngó qua một xíu về phần thiết kế. Đây mình sẽ zoom sang máy này cho nó nhìn nó rõ. Các bạn nhìn thấy cái chai này như nào? Nó giống một cái chai xịt nước rửa tay mà đợt Covid bé bé mà chúng ta hay thủ ở trong tủ không? Đúng thật nó là như vậy. Cái chai này nó cực kỳ xấu, và ngoài cái màu đen ra thì nó thật là cái phần vòi này trông nó cũng rất là lởm. Đấy, mở ra thì mùi hương nó rất là thơm. Nhưng mà đấy, các bạn nhìn phần vòi này, cái vòi này còn tháo ra nhé, mà ở trong này nó còn một cái nút nữa,
nút kiểu làm cho cái nắp này nó khít lại. Tóm lại là về cái phần vỏ thiết kế đẹp bao nhiêu, vỏ hộp đựng thiết kế đẹp bao nhiêu, lạ lẫm bao nhiêu, thì cái phần chai này mình điểm trừ bấy nhiêu. Và đây là một cái liên quan đến phần vòi xịt nhá. Vòi thì nó thật là tôi cũng không đánh giá cao lắm. Tóm lại là trong cái vòi này nó phèn, phèn một cách kinh khủng. Trừ, điểm trừ, điểm trừ, điểm trừ. Phê quán Bắc Hà thơm vãi, mất kiểm soát về ngôn ngữ, thơm vãi, thích vãi, thích, 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 thích. Mùi hương này khi mà các bạn vừa mới xịt ra ấy, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi bạc hà. Ông nào mà hay ăn cái kiểu bún chả và mix với những cái rau sống ấy, thì tôi có một thói quen nào đó là tôi rất thích cuốn bạc hà vào trong. Và khi mà chúng ta cắn ấy, thì bạc hà là một trong những loại rau mà chúng ta nhận ra hương vị cực kỳ rõ. Và cái nét the xanh xanh đến từ nó sộc lên và nó kích thích vị giác một cách kinh khủng, kể cả về phần cứu giác. Và cái mùi hương này ấy, cái nét the lạnh của nó, các bạn biết nhau, nếu mà các bạn ngồi trong điều hòa mà nó sẽ giống như kiểu mà các bạn các bạn ăn cái kẹo Kune xong rồi các bạn uống Pepsi hoặc là uống nước đá ấy, nó làm cho cái khoang miệng của các bạn đóng băng luôn. Thì cái mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra nó y hệt như vậy, nó làm cho cái mũi của bạn tê cóng luôn. Và đây là một trong những cái mùi bạc hà có phần top nốt mà có lẽ rằng là nếu như mà chai nước hoa này mà không phải tôi đi mượn và không đắt ấy, thì có lẽ rằng là tôi ngày nào cũng phịt vào buổi sáng khi ngủ dậy để cho thông mũi mát họng sảng khoái dài lâu. Cái nét bạc hà nó quá chân thật ấy. Và cái nét này nó sẽ kéo dài đâu đó khoảng tầm 15 đến 20 phút. Cái nét the xuyên suốt sộc vào mũi. Và dần dần này nó sẽ biến mất và nó sẽ chỉ còn một cái mùi thơm xanh xanh đến từ bạc hà. Và lúc này ấy, thì mình có nhận thấy một cái mà kiểu một cái mùi hơi chua chua, hơi ngọt ngọt. Thì ở đây, ở cái phần thành phần của chai nước hoa này, nó có duy nhất hai nốt hương. Các bạn biết là gì không? Đó là cassie và một cái nữa đó chính là blackcurrant. Thực ra thì nhiều người nghĩ rằng hai cái này khác nhau, nhưng mà theo như những cái gì mà tôi đã đọc về cái phần nguyên liệu thì blackcurrant ấy, hay người ta gọi là lý chua đen ấy, thì trong cái quá trình mà người ta chiết xuất ra thì nó cũng có thể cho ra cái tinh dầu và người ta gọi là cassie cũng được. Tóm lại là hai cái nốt hương này nó rất là liên quan đến nhau. Mặc dù là chúng ta không hề nhìn thấy có nốt hương bạc hà trong này, nhưng mà blackcurrant ở trong nước hoa thì người ta có thể khai thác về khía cạnh trái cây chua chua, ngọt ngọt, và đặc biệt là nó làm cái nét xanh nữa. Và ở đây thêm một cái đó là cassie. Cassie thì nó cũng tạo ra một cái mùi hương xanh the đến từ bạc hà. Đây là một cái điều khá hay ho và tôi cũng sẽ cố gắng làm một cái chuyên mục về cái phần nguyên liệu và blackcurrant này để cho các bạn biết và nắm rõ hơn nếu như các bạn là người muốn quan tâm những cái bản chất của những cái nhóm hương. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một cái vị chua chua ngọt ngọt đến từ blackcurrant kết hợp cùng với cái nét xanh the bạc hà. Và lúc này ấy, thì mình còn nhận thấy một cái nét hơi creamy béo béo, hơi kiểu trứng sữa một tí, và nó làm mình nghĩ tới những cái que kem, đó là kem bạc hà. Nhưng mà ngoài bạc hà ra thì người ta vẫn sử dụng một cái gọi là kiểu một cái sữa để làm cái phần kem đấy đặc hơn, và nó sẽ là một cái vị bạc hà the. Và lúc này thì mùi hương của nó quá hấp dẫn. Và nói thật là mùi hương nó cũng không biến chuyển. Có nghĩa rằng là nếu như mà các bạn xịt Spirituel của Marc Ellen này, top note các bạn thích, thì khả năng là cả khi dry down mùi hương nó không hề biến chuyển, và chắc chắn bạn cũng sẽ rất thích nó. Nó không giống như một vài con bạc hà như mình đã từng ngửi, ví dụ như kiểu Geranium của nhà FM, thì con đấy lên cái mùi kem đánh răng lửa băng Colgate, và lúc sau thì nó gần như nó biến mất hết bạc hà, nó ra cái bay của Geranium thôi đó. Hoặc là một vài con bạc hà khác như kiểu con bạc hà của Minty Men của đêm, thì về sau nó lên ngọt sữa, nhưng mà nó không lên được cái vai kem bạc hà. Ở đây thì nó có nét xanh nữa, đây là một cái điều rất hay ho. Và một cái nữa mà mình thích ở Marc Ellen Spirituel đó chính là cái mà họ
xử lý cái nốt hương của lý chua đen, black currant. Cái nốt hương này nếu mà các bạn có xem kênh Ánh Sáng hay là một vài kênh khác, người ta sẽ nói về đó là cái mùi hương này nếu mà không xử lý khéo nó sẽ lên cái mùi nước đái mèo. Đây là một cái nét animalic ở trong cái nốt hương của black currant, thì mình cũng sẽ cố gắng chia sẻ ở trong cái video nói về cái phần số nguyên liệu sau nhá. Đó, và có lẽ đây là một trong những cái mùi hương quá tuyệt vời ở cái phần mùi nhá. Còn bây giờ thì chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó là phần hiệu năng. Tôi thấy gần như không có con bạc hà nào nó có một cái hiệu năng tốt cả. Và Spirituel của Mark Ellen nó cũng là một trong những con như vậy. Mùi hương này nếu mà các bạn sử dụng mặc trực tiếp lên da thì nó đâu đó khoảng tầm 3 tiếng. 3 tiếng cho một mùi hương bạc hà không biến chuyển nhưng mà rất là sống động, chân thật. Và cái độ tỏa của nó thì cũng rất là nhẹ, tầm nửa cánh tay quay đầu thôi, có nghĩa là các bạn xịt tầm 30 phút thôi là nó đã còn tầm nửa cánh tay rồi. Đó. Và nếu mà ở trên quần áo thì nó sẽ bám tốt hơn, ở trên đầu gối được tầm 4 đến 5 tiếng. Nhưng mà nói thật là với những bạn nào thích một cái gu mùi nó mạnh, đặc biệt là với hợp với cái top note của trái nước hoa này, thì các bạn sẽ khá là hụt hẫng với mùi hương này. Đây là một cái điều mà mặc dù tôi thích thật nhưng mà tôi vẫn phải chia sẻ một cách nghiêm túc. Và bên cạnh đó, cái giá thành của một chai nước hoa này nó không hề rẻ. Ở đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 củ khoai cho một chai. Ở đây là chai tester 50ml. À, tester rẻ hơn. Nhưng mà với một giá trên 5 củ khoai cho một chai 50ml chỉ để cảm nhận đâu đó khoảng tầm, chắc là nếu mà để ổn định nhất tầm 2 đến 3 tiếng về một nốt hương bạc hà, thì các bạn có bỏ tiền ra để trải nghiệm hay không? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Các bạn cứ nghĩ sao về một mùi bạc hà ngon nhất thì các bạn có thể mix vào, nhưng mà với một tầm tiền và hiệu năng như vậy thì các bạn có mua hay không? Giá mà nó đâu đó khoảng tầm 2 củ thì tuyệt vời. Và đương nhiên mùi hương này nó sẽ phù hợp với những ngày siêu nắng nóng, các bạn cần một cái mùi để sảng khoái, để thổi bay đi cái nóng của mùa hè. Và nó sẽ phù hợp với phong cách như nào? Theo các bạn, một cái mùi siêu mát mẻ, sảng khoái như vậy thì nó sẽ phù hợp với ông cách mặc nhỉ? Nam nữ quất được hết, ok chưa? Và kể cả 40 độ các bạn mặc thoải mái, không vấn đề gì. Và mình nghĩ rằng là chỉ đơn giản tôi cần một cái mùi bạc hà, hoặc là những ngày nào mà tôi đi picnic, tôi đi kiểu camping, hay là kiểu tôi đi du lịch ngoài biển, tôi cần một cái mùi bạc hà sảng khoái, thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó. Có nghĩa là nó sẽ là một trong những cái mùi mà các bạn để tăng cái mood lên ấy, kéo cái mood của các bạn lên đỉnh điểm, chứ nó không phải là một cái mùi mà các bạn có thể đưa tay lên ngửi thấy nó liên tục trong một ngày dài đi chơi. Thế nên là đừng mong chờ đây là một cái mùi mà các bạn có thể wear được hàng ngày. Hãy coi đây là một mùi hương để kéo mood của các bạn ngay trong cái thời điểm đấy, để cho các bạn thấy rằng à, tôi có những cái mùi hương thực sự là nó sinh ra không phải để xịt mặc hàng ngày, mà nó chỉ để đơn giản kéo cái mood của bạn lúc đấy thôi. Đây là một trong những cái mùi hương như thế. Và Spirituel là một trong những sản phẩm của nhà Mark Ellen. Nhà này thì tôi thấy có nhiều người review bảo là có Red Musk này, có Black Musk này, hay là có con noa gì đó. Thì đợt tới nếu mà các bạn quan tâm về thương hiệu này, hoặc là mình sẽ cố gắng quay một cái số podcast như mình nói ở đầu ấy, nếu mà trải nghiệm được sớm thì các bạn quan tâm hơn thì mình cũng sẽ cố gắng mượn thêm vài sản phẩm của Mark Ellen về để làm video review các bạn. Còn nếu như các bạn đã là người thử qua em này thì các bạn hãy mạnh dạn chia sẻ cảm nhận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết nhá, xem mùi hương này nó có đáng mua hay không. Với mình thì nếu mà tôi trúng Vietlott là tôi sẽ mua kiểu khoảng tầm 10 con, tôi đút ở nhà cứ sáng nào tôi cũng xịt đấy. Nói thật với các bạn là như vậy. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.